từ New Orleans, Vũ Nhân kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, New Orleans là một thành phố du lịch xinh đẹp, nằm nép mình bên dòng sông Mississippi thơ mộng, thuộc khu vực phía đông nam của tiểu bang Louisiana. Đến New Orleans, quý vị sẽ khám phá ra nền văn hóa đặc sắc, được pha trộn giữa nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN, nếu đến New Orleans, đừng quên thưởng thức những món ăn đồ biển, được nhiều người cho là ở đây tươi ngon và rẻ nhất so với các nơi. Đây là một cái thành phố du lịch, do đó mà rất là nhiều du khách khắp nơi. Người ta tới, anh thấy trước mặt kia đó là những cái con tàu chạy ở trên sông Mississippi. Ngày xưa, ở thời trung học của mình có học về địa lý thế giới thì có học về con sông Mississippi này. Và bây giờ có những người rất ngạc nhiên, đây đấy hả? Đây là con sông ngày xưa mình học đây hả? Vâng, thì tôi bảo đây, đây là con sông đấy. Đây là một cái hải cảng rất là quan trọng, cũng giống như là hải cảng của New York hay là hải cảng ở bên California. Bởi vì cái con sông này nó đi lên miền Bắc và rất nhiều những cái nông trại của Mỹ, người ta dùng những xe lửa hay là thuyền bè để chở những nông sản đó ra sông để mà đưa lên các tàu để đi ra ngoại quốc. 60% nông sản của Hoa Kỳ đi ra bằng cái cửa này. Rồi đằng phía sau của chúng ta đó là nhà thờ chính tòa của New Orleans, St. Louis Cathedral và French Quarter, là một cái nơi mà thu hút rất nhiều du khách khắp nơi. Anh có thể nói sơ về cái cà phê Dumont này, tại sao mà nó người ta xếp hàng đông quá như vậy mà? Thưa anh, rất nhiều người ta nói rằng là đến New Orleans mà chưa uống cà phê Dumont thì chưa đến và người ta muốn thưởng thức cái mùi vị đặc biệt của anh thấy nó có đặc gì đặc biệt không? Tôi thì cũng không phải là cái dân mà coi như là ghiền cà phê. Uống thì có uống nhưng mà không phải là dân ghiền cà phê, thầy nó cũng không thấy, không phân tích ra được. Nhưng mà những người uống cà phê rồi đó thì người ta thích lắm. Thưa anh, nói về New Orleans, nhiều người nghĩ tới đây là seafood, mà Vũ Nhân nghĩ là ở đây mình có một cái nhà hàng Việt Nam nào mà nổi tiếng về seafood không? Có rất là nhiều những nhà hàng seafood, và thường thường đó thì nó có những cái đại hội seafood để coi như là gọi là mình ăn là all you can eat, tức là ăn bên nghỉ đó thưa anh. Thưa quý vị, đi du lịch ở New Orleans rất là nhiều nhà hàng seafood, nhưng kiếm một nhà hàng seafood ăn để mà vừa ý của mình không phải là dễ. Đây là nhà hàng C&A Seafood ở New Orleans do người Mỹ gốc Việt làm chủ. Phần đông thực khách ở đây là người địa phương. Khách du lịch ít biết đến nhà hàng này. Nếu không có những người địa phương dẫn đến thì Vũ Nhân cũng sẽ không biết, mặc dù cách trung tâm thành phố du lịch cũng khoảng 5 phút lái xe. Điều đặc biệt, những ai đến đây ăn cũng khen đồ ăn ở đây ngon và rẻ. Dạ, ở đây đồ ăn tươi. Coffee tươi với ghẹ xanh cũng tươi. Cái thịt nó ngọt hơn là mình ăn ở mấy chỗ khác. Ở đây tươi hơn, cái thịt nó ngọt. Dạ. Tôm cũng vậy, tôm nướng cũng ngon. Dạ. Ngọt, cái thịt ngọt. Coffee ngon, tươi. Dạ. Nếu mà so sánh với những chỗ khác thì con thấy chỗ này được như thế nào? Dạ, chỗ này ăn được hơn, chỗ này ngon hơn. Dạ. Dạ, rất là may mắn được tới Louisiana, New Orleans mà được ăn crawfish tươi như vậy. Đồ ăn rất là ngon. Dạ, với lại rất là tươi. Thì nói chung là đi ăn ở French Quarter là chỗ cho dân du lịch ăn thì mấy người sẽ biết là để cho du lịch thôi chứ không có cái gì đặc biệt hết. Còn ở đây là cho local, nó rất là ngon. Dạ, nó tươi, nó rất là khác với lại mấy cái khu du lịch. Seafood ở đây là mình có ghẹ, tất cả là những cái loại như là hải sản, như là cua, là con cua xanh đó, dạ. Rồi tất cả những cái loại cá, đặc biệt là tôm. Tôm thì nói chung là cái tôm ở Louisiana thì không có ở đâu bằng ở cái tôm Louisiana trong vùng biển của mình ở đây. Cho nên tất cả những cái đồ ăn ở đây rất là fresh, rất là tươi, mà đặc biệt á là cái chất lượng rất là cao. Em tên An anh. C&A Seafood, New Orleans, Louisiana. Mình mở được bao lâu anh? 12 năm anh. Ở đây cái món nào là món chính của mình? Về seafood luộc and bánh mì rồi Chinese food everything. Cái là cửa sông của Mississippi này, bao nhiêu hải sản ngon, cá ngon,
ốc ngon, cua ngon nó nằm ở đây hết. Giống như kiểu mà cái vực này, cái vùng này giống như cửa sông Mekong của nước mình vậy đó. Bao nhiêu sản vật là rồi gì là nằm ở đây hết. Vùng này là đồ tươi ngon hết, nằm tại cái sông Mississippi là một trong những dòng sông lớn của Mỹ. Cái thủy sản ở đây nó rất là ngon. Ốc, cua, sò, cá rồi gì nó vẫn rất là ngon. Mình ở người Việt Nam về đây mà rất là may mắn ở cái vùng này. Nếu người mình mà thích hải sản là rất là may mắn ở cái vùng này. Thưa quý vị, những món ăn đồ biển ở New Orleans có hương vị riêng của nó, tùy cách nấu nướng của mỗi nhà hàng và tùy khẩu vị của mỗi người. Vũ Nhân hy vọng quý khán giả khi xem phóng sự này có thể có thêm một vài kiến thức khi đến thăm thành phố thân yêu này. Vũ Nhân, chương trình truyền hình SBTN từ New Orleans.